Vâng, xin chào tất cả các bác để đến với kênh Audio 77. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một cái lô mic DMX. Thì với cái dòng lô mic này thì bọn em cập bến cũng cả hơn tuần nay rồi, nhưng mà em chưa có thời gian để em lên sóng cho tất cả các bác. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho tất cả các bác một cái lô mic đầu về tím và tay về tím, dòng mic giá rẻ các bác nhá. Phải nói là cái lô mic mà là có lô mic rất là đẹp. Đấy, một lô mic rất là đẹp và một mức giá rất là mềm mại luôn. Thì hiện tại cái lô mic này em sẽ báo giá nhanh trên cái video trước khi em đi vào chi tiết về cái dòng mic này. Thì em sẽ báo giá luôn cho tất cả các bác là mic này em sẽ bán 2.650.000, nhưng em bao ship các bác nhá. 2.650.000 là bao ship. Còn ví dụ như các bác mà muốn tự trả phí ship đồ này kia thì em sẽ tính cho tất cả các bác một giá 2.650.000 em bao ship. Ok chưa? Đây là dòng mic tay vỉ tím luôn các bác nhá. Tay vỉ tím, đầu vỉ tím luôn. Một dòng mic mà hát gia đình cực kỳ là nhẹ các bác nhá. Thì với cái dòng mic này đợt này bọn em về là rất nhiều dòng côn, nếu tất cả các bác lựa chọn đủ màu, đấy, màu nâu rồi màu vàng các thứ tùy lựa chọn của tất cả các bác thôi. Ok chưa? Đây là mẫu DMX U8 U1800 các bác nhá. Đấy, U1800 mọi thứ nó rất là đẹp. Đám để trong kho này rất là bụi bẩn các bác nhá. Gần như là các bác để ý này, gần như là tất cả mọi thứ gần như đang còn siêu hết đó. Em để lại đây. Sao bác nào mua thì về tự bóc nhá. Có lại bảo thì X77 nó dành phần nó bóc mất. Đây các bác này. Đây là phía sau của cái dòng dòng mic DMX. Thì với cái những cái dòng mic này thì cũng là những cái dòng khá là đặc trưng cơ bản, nó cũng giống như là dòng Vina hay là dòng Bayer thôi. Nó có thể sử dụng hai cổng anten các bác nhá, hai anten này, hai lỗ canon này. Với hai cổng canon này các bác cũng có thể kết nối cho bàn mixer. Là cổng 6 ly, được chưa? Cổng 6 ly, ví dụ như thường ví dụ như mà mình chơi ở những cái sự kiện, những không gian lớn thì mình sẽ sử dụng cái cổng canon này, thì cái độ ổn định của nó sẽ cao hơn. Thay vì cái ví dụ như cái cổng 6 ly này mình sẽ sử dụng gia đình. Kiểu như vậy. Thực ra thì nó không có một cái quy chuẩn nào là bắt buộc cái này phải dùng cho sự kiện, bắt buộc cái này phải dùng cho gia đình cả. Nhưng mà ví dụ như mình sử dụng cổng hai cổng canon này mình sử dụng cho sự kiện thì nó sẽ rất ok. À, các bạn nhá. Thì nó cũng có một cái đầu nguồn, nguồn 12V nữa các bác này. Đấy, nguồn 12V. Một cái bộ tay mic phải nói cực kỳ là đẹp luôn, và với một mức giá phải khá là mềm đúng không ạ? Với mức giá nghĩ với một những cái đầu ví dụ như trước bọn em bán những cái dòng Bayer hay những dòng Vina U1800H thì cái mã đó bên em nó bán 2.800.000 một bộ, cũng không hề rẻ đúng không? Thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho tất cả các bác một cái lô mic DMX, một thương hiệu khá là nổi tiếng đúng không ạ? Một thương hiệu khá nổi tiếng và một cái dòng mic cực kỳ là đẹp luôn. Mặt trước là mặt phay nhôm các bác nhá. Mặt trước là mặt phay nhôm, màn hình gần như là đang còn siêu hết. Mọi thứ đang rất là đẹp. Đấy. Bây giờ là các bác chỉ cần gọi điện thoại lên đơn cho em thôi. Bác nào yêu thích thì cứ gọi điện thoại cho em ngay, cái số điện thoại em để từ dưới màn hình các bác nhé. Đấy, mọi thứ đang rất là đẹp thì chắc chắn rồi. Khi mà các bác đặt hàng mic này thì và các bác sẽ nhận đầy đủ phụ kiện cho tất cả những cái dòng mic, hai cổng anten, một cục adapter cũng như là dây 6 ly cho tất cả các bác nhé. Đấy. Và sẽ theo đó là sẽ có thêm hai cái chống lăn cho tất cả các bác nữa. Các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Mic giá rẻ và mic dòng này thì các bác phụ gia đình quá ok luôn. Đấy, một dòng mic phục vụ gia đình cực kỳ là ok luôn. Với dòng mic này nó sẽ có đuôi đế cao su, đuôi chống vỡ, tất cả các bác sử dụng hoàn toàn yên tâm. Trong quá trình sử dụng mà có rơi rớt thì mình cũng không sợ về có vấn đề vỡ men hay là cái vấn đề gì bên trong các bác nhé. Thì mọi thứ cái như cái trục mic này bọn em cũng sẽ thay mới cho tất cả các bác hoàn toàn yên tâm, cực kỳ là vệ sinh luôn. Nếu như bác nào mà đang thích những cái trục mic mà đi theo chuyên bản của nó luôn, bọn em vẫn có thể tặng cho tất cả các bác không tính phí, ok chưa? Đấy, những cái trục mic gì này các bác cứ bảo cho anh thêm cái trục mic em, bọn em gửi cho tất cả ba luôn, không mất một xu nào luôn, ok chưa? Đấy, cái chụp mic thì bọn em không tính tiền các bác nhá. Còn những cái này là những cái dòng này là những dòng mới hết, bọn em thay mới hết. Nên tay thì vẫn là tay zin, màu là màu ghi các bác nhá, màu ghi, đùi chống vỡ cho tất cả ba này, oai nhau. Thì với cái bộ mic này thì hỗ trợ cho những người hát yếu, em nói thật sự bác hỗ trợ những người hát yếu cực kỳ là tốt luôn, đặc biệt là những cái dòng tông nữ thì cái tông sẽ cái giọng nó sẽ lên rất là cao đúng không ạ? Và cái mic này hỗ trợ hát gia đình rất tốt luôn các bác nhá, sóng xa gần cực tốt luôn. Và với cái dòng mic này em nói luôn với tất cả bác luôn, mic này có hiệu suất tiêu thụ pin cực thấp luôn các bác nhá. Đây nó sẽ có công tơ gạt hia và lâu, có nghĩa là bác có thể chọn sóng xa hoặc sóng gần tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Ví dụ như các bác muốn ra ngoài sân, các bác cầm cái điện thoại ra ngoài sân ngồi nhậu nhẹt các thứ, cầm một cái điện thoại ra ngoài sân các bác ngồi vẫn có thể hát được. Với khoảng cách khoảng 20m thì các bác ra ngoài sân ngồi em nghĩ là hát thoải mái các bác nhá. Đấy, và cái dòng này thì nó sẽ rất là tiết kiệm pin cho tất cả bác luôn. Đấy, rất tiết kiệm pin. Nếu như bác để lâu thì tức là nó sẽ cao, tức là nó sẽ ở một cái sóng xa đúng không ạ? Một sóng xa thì nó sẽ tốn pin hơn một tí so với khi các bác gạt qua hia. Nếu như các bác sử dụng trong nhà nhá, đây, nếu như các bác sử dụng trong nhà thì các bác gạt qua hia cho em, đấy là thấp, nghĩa là nó sẽ sóng nó sẽ gần hơn thì cái mức tiêu thụ pin nó sẽ thấp hơn. Cái nút gạt của nó có chức năng và nhiệm vụ của nó các bác nhá, các bác lưu ý nhá, chứ không phải là họ làm vậy cho vui đâu. Đấy, bác nào quan tâm liên hệ luôn cho em.
liên hệ luôn cho em 26 50, em bao ship toàn quốc tất cả bác, bao vào từng ngóc ngách tất cả bác luôn, mọi thứ đó còn siêu luôn. Mặt phay nhôm đây, hai bên riêng biệt, hai bên dò sóng riêng biệt các bác nhá, hai bên dò sóng riêng biệt. Thì chắc chắn rồi, cái này thì bác có thể dò tự động hoặc có thể dò bằng tay, tùy ý của các bác thôi. Đấy, cái này tăng âm lượng thôi, hai bên này các bác nhá. Nếu bác thấy video này hay và ý nghĩa cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực cho những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Bác nào đang quan tâm yêu thích cái dòng này liên hệ sớm luôn cho em các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác.